chứ không nói bằng ý thức nữa. Ý thức nhiều lúc lúc đấy sao bật nhanh được, mình muốn bật nhanh thì mình phải nói bằng tiềm thức chứ không thể nào nói bằng ý thức được. Trong cuộc sống của chúng ta ấy, thì rất là nhiều trường hợp chúng ta cần phải nói chuyện trước đám đông. Ví dụ như là chúng ta sẽ phát biểu trước phòng Zoom, ví dụ phòng Zoom của chúng ta khoảng hơn 200 người, đúng không ạ? Chúng ta phải phát biểu trong một cái chương trình sinh nhật, sự kiện nào đó, hoặc là chúng ta phát biểu trước công ty, trình bày về một dự án kinh doanh, hoặc là chúng ta phát biểu trước các nhà đầu tư khi chúng ta muốn kêu gọi vốn, hoặc chúng ta phát biểu trước đám cưới của chúng ta chẳng hạn thế, hoặc đám cưới của con cái chúng ta, đúng không ạ? Thì rõ ràng là gì ạ, là khi mà chúng ta cần phải chia sẻ một điều gì đó trước đám đông đó, thì chúng ta sẽ cần phải có cái kỹ năng làm sao để nói để mọi người thu hút người nghe, để cho người nghe họ cảm thấy hấp dẫn. Và đấy là một kỹ năng vô cùng cần thiết và quan trọng trong cuộc sống. Nó giúp chúng ta sẽ có được một cuộc sống viên mãn hơn, thành công hơn. Và khi mà chúng ta tự tin nói trước đám đông ấy, thì nó là một cái điều gì đó thể hiện cái bản lĩnh của chúng ta, đúng không ạ? Anh chị em có nhớ là cái câu chuyện hoặc là cái hình ảnh khi mà chúng ta đi dự một đám cưới không ạ? Và có một cái người đứng lên họ phát biểu thay mặt cho họ nhà trai hoặc họ nhà gái, hoặc là phụ huynh bên nhà trai và phụ huynh bên nhà gái phát biểu ấy. Thì trước đây Huy cũng vậy. Và khi mà họ nhà gái phát biểu ấy, hoặc họ nhà trai phát biểu ấy, là thường là phải nhờ một cái người là gọi là trưởng lão, hay là một cái người trong họ hàng nhà trai họ nhà gái là cái người mà thường xuyên phát biểu, là cái người mà rất là uy tín, rất là bản lĩnh, rất là được mọi người tin tưởng, tôn trọng để đứng lên phát biểu. Đôi khi bố mẹ nhà trai, bố mẹ nhà gái phát biểu không được đâu, bởi vì cả đời khi có một vài lần đứng lên phát biểu thôi. Đấy, cho nên là thường là không tự tin mà sẽ dành cho một cái người nào đó trong họ hàng nhà mình ấy, mà thường xuyên phải phát biểu để mà đứng lên, đúng không ạ? Anh chị em thấy có điều này có đúng không ạ? Đó, thì anh chị em tưởng tượng này, trong họ hàng chúng ta ấy mà mình là cái người đó thì rõ ràng cái uy tín của mình rất là cao. Anh chị em tưởng tượng ấy, sau này nếu mà mình đứng vai trò là cái người mà thay mặt đại diện cho cả dòng họ đứng lên để phát biểu ở trong cái đám cưới của con của cháu của mình ấy, thì rõ ràng cái uy tín của mình rất là cao thì mình mới được giao cái nhiệm vụ đấy, đúng không ạ? Đấy, mình đang nói trong họ hàng thôi. Đấy, còn trong công ty khi mà chúng ta cần phải phát biểu cái điều gì đó trước khách hàng, trước các cái tập thể những cái khách hàng đó, thì cái người đó cũng phải là cái người có khả năng phát biểu trước đám đông đó. Hoặc là trong công ty thì chúng ta cũng cần có những cái chương trình đào tạo. Nếu mà chúng ta có khả năng nói trước đám đông, chia sẻ trước đám đông, thì tự nhiên chúng ta trở thành cái người rất nổi bật. Ngoài các cái kỹ năng chuyên môn, các kiến thức chuyên môn của chúng ta ra, mà chúng ta biết thêm được kỹ năng nói chuyện trước đám đông, thì chúng ta trở thành cái người rất nổi bật, rất là khiến cho người khác ngưỡng mộ, yêu quý, tin tưởng, đúng không ạ? Và có một câu như này, đó là gì ạ? Money in the stage, tức là gì ạ? Tiền ở trên sân khấu. Người nào có thể nói chuyện trước đám đông, người nào có thể thuyết trình trên sân khấu, người đó có thể kiếm được tiền. Đúng rồi, money in the stage. Đấy, tiền ở trên sân khấu. Bạn không có khả năng thuyết trình, không khả năng trình bày ý tưởng của mình trước một đám đông. Một đám đông ở đây anh chị em có thể nghĩ đơn giản là từ 2 người trở lên là đông rồi nhé. 2 người trở lên là số nhiều rồi. Ban đầu tiên của mình là 2 người, xong 3 người, xong 5 người, xong 10 người, xong đầu 20 người, 30 người, 50 người, 100 người, 200 người, giống như Huy như này, là thường xuyên chia sẻ với anh chị em trước khoảng 200-300 người vào buổi sáng hàng tuần, xong 3 năm liên tiếp. Thì anh chị em thấy là Huy có đủ tự tin cũng đủ điều kiện để
chia sẻ cũng như là đào tạo cho anh chị em về kỹ năng nói trước đám đông vậy, đúng không? Kho vàng ở trên bục giảng. Thế thì anh chị em chúng ta biết rằng là gì ạ? Là đây là một kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cuộc sống. Nếu mà chúng ta nắm bắt được kỹ năng này, Huy khẳng định với anh chị em là tất cả những kỹ năng, rất nhiều những kỹ năng khác chúng ta sẽ nắm bắt rất là nhanh. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi đó chúng ta có một niềm tin rất lớn về bản thân mình. Chúng ta có một niềm tin rất lớn về bản thân mình. Vì vậy, nếu như mà chúng ta muốn thành công, cho Huy xin hỏi bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay muốn thành công, thực sự mong muốn thành công và hạnh phúc. Thành công và hạnh phúc nhé. Đấy, thì hãy comment là tôi. Bởi vì như này này, rất nhiều người trong cuộc sống gia đình thôi, trình bày với vợ, với chồng mình, với người nhà của mình thôi, còn không biết cách trình bày sao cho nó đúng. Tức là mình bên trong của mình có, nhưng mình không nói ra được, dẫn đến tình trạng là người khác hiểu nhầm mình. Và khi họ hiểu nhầm mình thì mình cảm thấy rất là đau khổ. Và mình trở thành cái con người gọi là nội tâm quá. Và cuối cùng là người nhà mình không hiểu mình, nó không hạnh phúc. Đó, nó dẫn đến rất nhiều cái tình huống éo le rồi đau khổ trong cuộc sống. Mà chỉ cần đơn giản là chúng ta học được kỹ năng này thôi, thì chúng ta sẽ không bị những vấn đề đáng ra nó không xảy ra. Đấy, cho nên là nếu anh chị em muốn thực sự muốn thành công thì đây là một kỹ năng bắt buộc chúng ta phải có. Đó. Và ngày hôm nay thì Huy xin phép chia sẻ một phần trong cái khóa học. Huy có một cái khóa học đó là chuyên gia đào tạo hay là chuyên gia nói trước đám đông. Huy có một khóa học chuyên gia đào tạo diễn ra trong vòng một tháng. Cái khóa học này thì Huy cũng đào tạo nội bộ thôi, đào tạo chủ yếu cho mấy anh chị em trong team kinh doanh của mình thôi, và nó cũng hoàn toàn miễn phí. Đó. Cái khóa học này diễn ra trong một tháng, mà ngày hôm nay mà phải gói gọn trong vòng một tiếng thì nó thực sự là quá là khó khăn anh chị em ạ, nó thực sự là rất khó khăn. Tuy nhiên thì Huy cũng sẽ tóm tắt một phần những cái ý chính. Nếu như mà không đủ thời gian thì Huy xin phép thêm một buổi nữa vào tuần sau, anh chị em có đồng ý không ạ? Nếu mà nó không kịp ấy thì tuần sau mình làm thêm phần nữa. Hôm nay coi như là phần 1, tuần sau mình làm phần 2. Anh chị em đồng ý thì comment đồng ý giúp Huy ạ, để chúng ta bắt đầu ạ. Thế thì khi mà chúng ta nói trước đám đông ấy thì chúng ta cần phải có những cái nội dung gì, hay là cần phải chuẩn bị cái điều gì. Đó. Chúng ta biết rằng cái việc nói trước đám đông là cần thiết rồi. Và chúng ta cần phải chuẩn bị cái điều gì ạ? Thứ nhất, có một cái cực kỳ quan trọng để nói chuyện trước đám đông mà thu hút, mà khiến cho người ta gọi là lắng nghe mình. Thì cái đầu tiên anh chị em phải nhớ ấy, đó là cái sự tự tin. Cái sự tự tin của mình, đúng không ạ? Đầu tiên là mình phải tự tin vào bản thân mình, tự tin với những gì mình chia sẻ, tự tin về những gì mình nói. Thế thì rất nhiều anh chị em học viên của Huy á, khi mà lên chia sẻ thì nói là em run lắm. Thực ra là cái ngày đầu tiên ấy, khi mà Huy, cái đợt đầu tiên khi mà Huy đứng lên phát biểu á, thì lúc đó là Huy tham gia một cái tổ chức, đó là tổ chức BNI, Business Network International, tức là kết nối các cái doanh nghiệp toàn cầu. Thì khi đó Huy cũng phải có một cái bài chia sẻ giới thiệu 30 giây về bản thân mình. Đấy, thì ở BNI nó có một cái phần gọi là giới thiệu bản thân trong vòng 30 giây, giới thiệu được bản thân và ngành nghề trong vòng 30 giây để bán hàng trong vòng 30 giây. Thế khi đó thì Huy đã chuẩn bị viết cho mình một cái tờ giấy để mình đứng lên mình đọc. Thế khi mà đứng lên mình đọc ấy, anh chị em nhìn này, cảm giác cái tờ giấy nó rung như thế này luôn. Thế ông bên cạnh ông hỏi sao mày đọc mà mày rung thế này, làm sao mày đọc? Mà em có rung đâu, cái tay của em nó run quá, nó thế này này. Lúc lần đầu tiên đứng lên phát biểu 30 giây để giới thiệu về bản thân mình đấy anh chị em, mà viết ra giấy rồi ấy, mà tay run như thế này này, anh chị em tưởng tượng không ạ? Đó là cách đây khoảng độ 6-7 năm gì trước đây.
Thực sự là lúc đầu là Huy rất là không tự tin và rất là run, đặc biệt là đứng trước toàn các chủ doanh nghiệp hàng trăm tỷ, nghìn tỷ thì mình cảm thấy rất là run. Thế mình run bởi vì sao ạ? Bởi vì mình sợ người khác sẽ đánh giá mình sợ người khác sẽ không yêu thương mình, sợ người khác sẽ coi thường mình, sợ người khác sẽ chê cười mình. Có đúng không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em run khi mà đứng lên phát biểu giống Huy trước đây? Anh chị em tự tin comment xem là anh chị em nào mà run khi đứng lên phát biểu. Những anh chị em nào mà run khi đứng lên phát biểu ấy, đến bây giờ vẫn run ấy, thì Huy cho một cái mẹo này. Đó là cuối chương trình Zoom, bất kể phòng Zoom nào, xung phong đứng lên phát biểu chia sẻ cảm nghĩ của mình trong vòng 30 giây 1 phút. Cứ làm đi, bởi vì sao ạ? Mọi người cũng chẳng để ý anh chị em đâu mà. Mọi người chẳng để ý xong mọi người cũng quên mà. Mình cứ sợ thôi, nhưng mà cái nỗi sợ đấy nó không có thật. Nỗi sợ nó không có thật, kể cả anh chị em phát biểu hay hay không hay thì cuối cùng là sao ạ? Mọi người cũng không nói gì đâu mà. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mỗi người có một cuộc sống riêng, họ còn đang lo toan cái cuộc sống của họ. Bởi vì anh chị em nhìn ha, cái số lượng người mà run ấy nó nhiều hơn số lượng người tự tin rất nhiều. Chỉ có 20% những người mà phát biểu một cách tự tin trước đám đông mà thôi, còn phần lớn 80% mọi người đều run giống mình. Thế bây giờ anh chị em tưởng tượng là nếu như mà 80% mọi người đều giống mình thì làm gì có ai dám chê mình, họ cũng run như gì, đúng không ạ? Cho nên họ không chê mình đâu. Đừng có phải ngại ngùng, đúng không? Phải quá ngượng ngùng đấy. Cho nên là hãy nắm bắt thời cơ để xuất hiện bất kể khi nào chúng ta có cơ hội thực hành nó, đúng không ạ? Thực hành nhiều lên thì anh chị em bớt run đấy, và mình đưa mình vào một cái trạng thái đó là bắt buộc mình phải lên, tức là mình đặt mục tiêu luôn là mình phải xuất hiện. Đấy, để làm gì ạ? Để rèn luyện bản thân mình, rèn luyện cái bản lĩnh của mình, cái sự tự tin của mình. Đấy, đúng không ạ? Đấy, đặt mục tiêu và bắt buộc mình phải xuất hiện. Khi mà mình đặt mục tiêu bắt buộc xuất hiện thì không nghĩ nữa nhiều nữa, bởi vì nghĩ nhiều quá thành ra là không dám lên, đúng không ạ? Đấy, cho nên là hãy comment tôi khi mà MC nói rằng có anh chị nào muốn phát biểu không, được không ạ? Đấy nhá, thì đấy là cái đầu tiên mà anh chị em cần phải rèn luyện khi mà đứng nói chuyện trước đám đông, đó là sự tự tin. Và rèn luyện sự tự tin này đó là rèn luyện sự gì ạ? Sự dũng cảm, rèn luyện sự dũng cảm, rèn luyện sự bản lĩnh vượt qua cái nỗi sợ hãi của mình. Đấy ạ, vượt qua nỗi sợ hãi của mình, bắt buộc sớm hay muộn mình cũng phải vượt qua nó thôi. Kiểu gì mình cũng phải vượt qua nỗi sợ hãi của mình thôi. Vượt qua sớm thì sao? Vượt qua sớm thì sao ạ? Đường nào cũng phải làm sớm thì sao ạ? Làm sớm thì sao anh chị em? Đường nào cũng phải làm, đường nào cũng phải thành công, đường nào cũng phải hạnh phúc. Làm sớm thì sao? Đường nào cũng phải làm sớm thì tốt hơn. Đường nào cũng phải làm sớm thì tốt hơn. Comment xuống điều này anh chị em. Comment xuống điều này. Đường nào cũng phải làm sớm thì tốt hơn. Đường nào cũng phải thành công sớm thì tốt hơn. Đường nào cũng phải tự tin sớm tốt hơn. Đường nào cũng phải đứng lên sớm thì tốt hơn. Xong sớm nghỉ sớm à? Ok nhá. Rồi. Cái thứ hai, khi mà anh chị em muốn nói chuyện trước đám đông thì anh chị em nên chuẩn bị kỹ. Chuẩn bị về cái gì ạ? Chuẩn bị về kiến thức, chuẩn bị về kỹ năng, chuẩn bị về thông tin của cái chương trình đó. Mình chuẩn bị càng kỹ thì mình càng tự tin, đúng không ạ? Bây giờ mình nói về một chủ đề mà mình không hề có một ý niệm gì, không có một kiến thức gì, sao nói? Run đúng không? Mình không có gì trong đầu thì mình sẽ run. Còn nếu mà có gì đó trong đầu, có rất nhiều thứ trong đầu thì sao run? Bây giờ có một anh bạn bảo là gì ạ? Bây giờ trình bày một cái bài học nào đó trước đám đông thì nói lắp la lắp ba lắp bắp nói mãi không được. Thế bây giờ Vi bảo là thôi bây giờ không trình bày cái chủ đề nữa, bây giờ em miêu tả cho anh là tất cả người thân người nhà của em, bố mẹ em tên là gì, tuổi bao nhiêu, là nam hay nữ,
Đấy, chỉ cần miêu tả toàn bộ người thân, người nhà trong gia đình em thôi. Thế bạn nói vanh vách, chẳng có lắp một tí nào, chẳng có lập ập ở tí nào. Ôi bố em như này, mẹ em thế kia, xong giới thiệu là em gái em như này, nhà em có con chó này, con chó của em nó lông xù, tên là Luffy, thế này thế kia, nói vanh vách. Thế thì ở đây á, chúng ta muốn chuẩn bị cho mình cái thông tin ấy, thì chúng ta phải có cái chúng ta phải có tự tin ấy, thì chúng ta phải có thông tin. Chúng ta càng nhiều thông tin có ở trong đầu thì chúng ta càng dễ dàng nói chuyện một cách tự nhiên, đúng không ạ? Đó. Cho nên là người nào mà chuẩn bị kỹ thì chúng ta sẽ có một cái khả năng chia sẻ tốt hơn. Tuy nhiên, Huy có một cái mẹo như này dành cho những người gọi là chuyên gia đào tạo. Đó là chuẩn bị kỹ, sau đó quên mẹ hết đi. Chuẩn bị kỹ xong quên hết đi. Bởi vì sao ạ? Nếu như mà chúng ta cứ phải bám vào những cái gì chúng ta chuẩn bị á, xong như là nên chuẩn bị rất kỹ anh chị em. Nhưng mà lúc mà lên sân khấu thì sao? Quên gần hết. Xong nó bắt đầu ngồi nghĩ, bắt đầu đến đoạn này xong nó như nào nhỉ? Nhắc bài. Học sinh ấy, khi mà đi học ấy, mà học thuộc lòng ấy, mà lên cô giáo chỉ hỏi 2-3 câu phát làm sao run quá. Xong nó nhắc bài. À, cái đoạn đấy là bắt đầu từ chữ gì ạ? Chữ mùa xuân. À, bắt đầu nhắc chữ mùa xuân, nhắc đến chữ mùa xuân bắt đầu là gì ạ? Nói ra. Thế cái đoạn sau thì sao lại quên đấy, nhắc bài. Run quên hết. Thế có một cái mẹo như này, mình chuẩn bị thật kỹ nha. Chuẩn bị thật kỹ nhưng mà sao quên đi. Đúng không ạ? Sao quên hết đi. Và khi mà lên sân khấu thì làm sao ạ? Mình phiêu theo cảm xúc của mình. Những cái gì mình nhớ được mình nói, không cần thiết phải sắp xếp quá kỹ cái ngôn từ phải nói cái gì nói cái gì. Lúc mà mình chuẩn bị thì cứ chuẩn bị hết các trường hợp, chuẩn bị từng ngôn từ được càng tốt, viết ra từng chữ, từng câu, từng chữ một. Sau đó mình thực hành. Đấy. Cái phần thứ ba đó là mình thực hành. Thực hành trước gọi là gương. Bây giờ mình có camera rồi, có điện thoại rồi, mình quay lại. Sau đó mình xem lại cái phần thực hành của mình. Nhưng mà khi mà làm thực tế, làm thật tế là mình quên hết đi và làm theo bản năng. Lúc mà lên sân khấu nói thường là không biết mình nói gì đâu. Mà lúc đó là gì ạ? Nói bằng tiềm thức. Nói bằng tiềm thức chứ không nói bằng ý thức nữa. Ý thức nhiều lúc đấy sao bật nhanh được. Mình muốn bật nhanh thì mình phải nói bằng tiềm thức chứ không thể nào nói bằng ý thức được. Đúng không anh chị em? Nói bằng ý thức bắt đầu phải sắp xếp xong phải nhớ cái ngôn từ, nhớ cái bài mình chuẩn bị. Thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ bị ngập ngừng, nó sẽ bị chậm mà nó không tự nhiên. Và chúng ta muốn nói một cách tự nhiên, nói một cách tự tin ấy, thì chúng ta phải tự nhiên. Và khi đó thì chúng ta phải nói tiềm thức. Bây giờ Huy thử hỏi anh chị em này. Anh chị em mà ngồi quán cà phê, ngồi quán trà đá với bạn bè ấy, mình nói ấy, mình có phải nghĩ nhiều không? Mình nói rất là tự nhiên đúng không ạ? Mày, tao, thế này. Không cần phải chuẩn bị, không cần phải uốn lưỡi, không cần phải lo lắng gì ạ. Mình nói rất tự nhiên đúng không ạ? Thế thì bây giờ anh chị em cứ tưởng tượng nhỉ, là bây giờ mình đang nói chuyện trước đám đông nhưng mình đang nói chuyện với một người bạn thôi. Mình nói chuyện như mình nói chuyện ở vỉa hè luôn, như nói chuyện quán trà đá luôn, như nói chuyện là lúc mà ngồi quán trà đá nó chém gió phần phật, thế mà bảo lên phát biểu trước công ty thì run tầm cỡ luôn. Có chuyện này không anh chị em? Bây giờ bảo lên phát biểu trước 200 người run tầm cỡ nhưng mà ra ngoài quán trà đá chém phần phật luôn, chém không ai chém lại luôn, chém từ đầu đến cuối cả tiếng đồng hồ được, đúng không ạ? Thế bây giờ đơn giản thôi, mình cứ nghĩ rằng là gì ạ, tất cả mọi người đây là bạn mình hết. Một số người thì phát biểu trước người quen ấy thì dễ, nhưng phát biểu trước người lạ thì sao ạ? Thì bắt đầu căng thẳng, căng hết cả người, đúng không ạ? Thế thì giống như ngày hôm nay phát biểu trước anh chị em, thì ở đây cũng có người quen, cũng có người lạ. Nếu như mà Huy sợ anh chị em chê cười thì sao mà tự nhiên được, đúng không ạ? Nó Huy coi anh chị em là người nhà hết, được không anh chị em? Huy coi tất cả anh chị em ở đây là người nhà hết, và tất cả anh chị em đều yêu quý Huy, tất cả anh chị em đều lắng nghe Huy, đều tôn trọng Huy, tất cả anh chị em đều ủng hộ Huy, được không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em ủng hộ Huy là comment ủng hộ phát là cho Huy tự tin để chia sẻ nó máu hơn, năng lượng hơn, chia sẻ hết những gì mình có luôn, tất cả những cái gì mẹo chiêu trò mẹo cho hết. Nào, anh chị em ủng hộ phát comment ủng hộ. Kể cả anh chị em từ nãy giờ chưa comment một phát nào thì bây giờ comment phát xem nào.
Huy tin rằng tất cả anh chị em đều ủng hộ Huy, đúng không ạ? Mình cứ niềm tin đấy thôi, bởi vì kiểu gì cũng có người không ủng hộ, kiểu gì cũng có người không comment. Nhưng mà thôi, mình nghĩ bây giờ 200 người mà bây giờ có khoảng độ 2 người không comment, thế mình đau khổ, mình đau buồn thì sao mình phục vụ được số còn lại, đúng không ạ? Mình phục vụ những người nào ủng hộ mình thôi. Cho nên có một cái mẹo này khi mà anh chị em chia sẻ trước đám đông ấy, đó là mình hãy nhìn vào mặt những cái người nào mà quan tâm, chú ý và ủng hộ mình ấy. Chứ còn nếu mà mình cứ nhìn nó mấy cái ông nghịch điện thoại ấy, có ông thì đang làm việc riêng, nhưng ông thì không quan tâm, ông đang nói chuyện riêng, ông đang nghe điện thoại, thì mình buồn chết luôn. Thế là mình nhìn vào cái mặt cái ông nào mà ủng hộ mình ấy, để mà mình nói chuyện. Giống như là mình nói chuyện với bạn mình ở ngoài vỉa hè, ngoài quán trà đá ấy. Thì tự nhiên mình sẽ gì ạ? Mình sẽ tự tin thôi, đúng không ạ? Huy bây giờ Huy nói chuyện quán trà đá và Huy nói chuyện đúng như này luôn anh chị em. Nói chuyện quán trà đá cũng nói chuyện như này, quán cà phê cũng nói chuyện như này, mà lên sân khấu Huy cũng nói chuyện như này. Nói chuyện một người cũng nói thế này, mà nói chuyện 10 người, 20 người, 200 người, 2000 người cũng nói chuyện như này, được không anh chị em? Thế thôi, đó là phong cách của mình chẳng cần phải thay đổi. Mình rất nhiều anh chị em nói rằng là mình phải thế này, phải thế kia. Nhưng mà cách của Huy hướng dẫn anh chị em để làm chủ giảng ấy, để làm diễn, gọi là diễn giả hay là diễn, gọi là diễn viên MC ấy. Huy có một cái nguyên tắc như này: anh chị em cứ sống thật, sống thật, nói thật, có gì nói đó, không có thì mình bảo không có, mình giỏi thì mình bảo giỏi, mình dốt thì mình bảo dốt. Mà có một cái điều đặc biệt này, nếu mà anh chị em cứ nhận mình dốt ấy, thì chẳng ai chê mình nữa, đúng không ạ? Mình cứ thật thà, thẳng thắn, chân thành thì chẳng có ai chê cười mình. Đó. Sợ nhất là mình cứ dạ, mình cứ sống hai mặt, mình cứ sống giả dối, mình cứ tạo dựng lên mình trở thành con người thế này thế kia. Đó. Huy đi chơi Huy cũng mặc áo này, đi giảng cũng mặc áo này, đi học cũng mặc áo này, đi du lịch cũng mặc áo này, đi gặp, đợt trước đi gặp những cái người rất nổi tiếng. Huy thì ngày xưa làm hệ thống nhà thông minh là gặp rất nhiều đại gia ở Việt Nam cũng mặc áo này, không có cần gì phải thể hiện mình là cái người khác, ở ra ngoài đường thì kiểu khác, về nhà kiểu khác, không cần thiết. Mình có sao mình cứ nói vậy, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ thì mình cứ bình tĩnh, cứ thoải mái, không cần phải xây dựng cho mình một cái hình ảnh nó quá là hào nhoáng mà nó không phải đúng là mình. Đấy, cho nên cái mẹo ở đây đấy là cứ sống thật thì mình sẽ tự tin, chia sẻ đúng những cái gì mình đang có. Thì mình giống như là mình mô tả về con chó nhà mình ấy, thì mình đâu cần phải nghĩ gì đâu, đúng không ạ? Tức mình chỉ nói những gì trong đầu mình thôi, những gì mà mình đã có, mình đã làm được thì mình rất là dễ. Cho nên là nói chuyện trước đám đông rất dễ anh chị em, dễ vô cùng, giống như mình nói chuyện với bạn mình ở quán trà đá thôi. Huy tưởng tượng như vậy, cho nên là Huy chia sẻ rất là dễ. Thực ra là đến bây giờ Huy chia sẻ những cái chương trình như này ấy, là gần như là không chuẩn bị gì đâu, không phải chuẩn bị bất kể cái thứ gì, đứng đây là nói thôi. À, thế thì tất nhiên cái điều này nó cần sự luyện tập, cần sự luyện tập nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, chứ không phải tự nhiên làm được, đúng không ạ? Rồi, đấy là cái sự tự tin và cái sự chuẩn bị cũng như là sự thực hành. Chúng ta cần phải thực hành nhiều thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc chia sẻ. Chẳng có tài năng gì đâu anh chị em, Huy thì không có tài năng gì cả. Run tầm cỡ luôn, những cái lần đầu tiên ấy, không biết chia sẻ cái gì cả. Giới thiệu có 30 giây thôi mà run toát hết cả mồ hôi chảy thành dòng luôn, được không ạ? Và sống thật với mình, tức là sao ạ? Mình thích cái áo này thì mình mặc cái áo này. Có nhiều người thích mặc áo này nhưng mà lên sân khấu cứ phải vét cơ, cứ phải mặc vét, không sợ người ta chê cười, không cần thiết, đúng không ạ? Có nhiều người cứ bảo phải áo sơ mi thì mới đẹp. Xin thưa với anh chị em, đấy là đẹp với anh chị em thôi, với Huy thì không thấy đẹp, đúng không ạ? Thế là sao ạ? Thế mình sống cho mình hay mình sống cho người khác? Nếu mà mình sống cho mình thì đấy là sống thật, sống cho người khác đấy là sống giả, sống ảo. Cho nên là Huy mà chụp ảnh selfie á, là trong máy ảnh, máy điện thoại của Huy là không có app gì đâu, toàn chụp
cam thường thôi. Mà nhiều khi chị em trong đội nhóm trong công ty ấy, là nhiều khi mà Huy cứ giơ máy lên, không, em phải chụp app cơ. Thế mình cứ cười thôi, mình cũng chẳng bắt họ phải theo mình. Đó, bởi vì họ thích như vậy, họ sống như thế mới là thật. Còn mình sống như này mới là thật của mình. Được không anh nhé? Nhưng mà đừng chê người khác nha, người ta sống app nó quen rồi thì đấy là thật của họ. Cả đời họ dùng app rồi, bây giờ mình bắt họ dùng ra cam thật họ không chịu được đâu. Giống như mình cả đời dùng cam thật rồi bây giờ dùng app mình không chịu được. Thế mình bắt họ theo mình cũng không được, mình bắt mình theo họ cũng không được. Cho nên là mình tôn trọng họ và họ tôn trọng mình. Được không anh em? Nhá. Cho nên là mình không phải là mình dùng cam thường là mình cứ bắt anh chị em là phải dùng cam thường giống mình mới là thật thì không phải đâu. Đấy, được không ạ? Cho nên là mình cứ sống như nào mà trước sau như một là được, đúng không? Không quan trọng đâu. Rồi. Đấy là cái điều quan trọng nhất khi anh chị em nói chuyện đặc đám đông. Nội dung không quan trọng đâu. Ngày hôm nay mình chuẩn bị nội dung gì đâu, chẳng có nội dung gì cả. Cứ đứng lên nói chuyện với anh chị em thôi. Mình lấy mình làm gương. Đúng không ạ? Mình lấy mình làm gương nói chuyện với anh chị em nói như nào thì anh chị em nói thế thôi, chứ còn chẳng cần phải chuẩn bị. Nội dung không quan trọng. Quan trọng nhất đấy là gì ạ? Nó là sự tự tin. Rồi. Tất nhiên là mình vẫn phải chuẩn bị. Mình không chuẩn bị thì mình không biết nói gì đâu. Đúng không ạ? Rồi. Thêm một cái điều nữa, trong cái khóa học mà đào tạo MC rồi đào tạo chuyên gia chia sẻ chuyên gia đào tạo của Huy ấy, thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cái điều gì ạ? Hướng dẫn anh chị em cách làm sao để mình nói cho nó đúng, nói cho nó rõ, tròn vành rõ chữ. Chúng ta có thể nói nhanh, có thể nói chậm, nhưng quan trọng nhất là phải rõ chữ nào ra chữ đó. Không được nói lướt quá, không được nói bỏ chữ, nói tôi nói là không ai được không nói bỏ hết cả chữ đấy. Nói giọng nó phải rõ ràng, to rõ ràng. Lúc nào cần to thì to, cần nhỏ thì nhỏ đấy. Nó có một số cái lý thuyết dành cho cái việc mà luyện âm, luyện giọng, luyện khẩu hình. Ví dụ như này, đó là mình dùng hơi bụng, mình rồi dùng hơi bụng mình nói phát ra ở cái miệng này, đừng giữ âm ở cổ. Trước đây mình giữ âm ở cổ hoặc ở giọng mũi ấy, thì mình nói giọng nó không thoát ra được, nó cứ dính vào mũi thì rất là khó nghe, đúng không ạ? Và mình có điều chỉnh được tốc độ, cao độ, trường độ, đấy, âm lượng và nhấn nhá, đúng không ạ? Anh chị em thấy là Huy khi mà Huy nói là có những điểm Huy nhấn một cái. Không, nhá, nhá là mình nhả hơi ra, nhấn là mình giữ hơi lại, được không ạ? Rồi nói tốc độ, có những lúc mình muốn đẩy năng lượng lên thì mình phải nói nhanh, nói khỏe, nói giọng to. Nhưng có những lúc mình kể những câu chuyện bí mật, mình cần phải thì thầm, nói nhỏ. Lúc mà nói nhỏ, mọi người sẽ vểnh tai mọi người nghe. Và lúc đó là những bí mật chỉ dành cho một số người thôi, chỉ dành cho hơn 200 anh chị em ở đây thôi, đúng không ạ? Đấy, thì có những lúc mình phải thì thầm nói nhỏ, nhưng có những lúc mình phải nói to. Đấy, có những lúc thì mình phải đẩy năng lượng lên, nói thật to, mạnh mẽ. Đấy, được không ạ? Đấy. Và có những lúc mình phải kéo dài cái trường hơi thì mình nha, mình phải dài ra. Có những lúc thì phải nói ngắn, gãy gọn, xúc tích. Đó, thì tất cả những thứ đó là chúng ta phải luyện tập. Đấy, phải rèn luyện. Rồi lấy cái giọng hơi như nào, lấy hơi, lấy giọng bụng như nào. Mình lấy hơi không phải là mình cứ hít vào như này đâu anh chị em. Không, không hít tí nào cả. Anh chị em thấy ca sĩ khi mà họ lấy hơi á, họ đâu có hít vào đâu. Mình cũng Huy nói liên tục từ đầu đến cuối, có thấy anh chị em có thấy phải dừng lại lấy hơi đâu, có phải thấy thở bao giờ đâu, đúng không ạ? Không cần thở, nói liên tục cả ngày được mà không bị đau cổ họng. Ngày xưa nhé, và Huy nói chỉ cần nói khoảng độ nửa tiếng thôi, một tiếng thôi là đau rát cổ họng luôn. Ngày xưa khi mà mới bắt đầu chia sẻ, chỉ cần nói một khoảng độ tiếng thôi là coi như đau rát cổ họng. Bây giờ sao ạ? Nói cả ngày luôn không vấn đề gì. Ngày xưa mình rất ghét đi hát karaoke, bởi vì sao anh chị em? Bởi vì hát bài xong đầu mất giọng không hát nữa. Thế nên là sao hát? Bây giờ hát liên tục, hát 10 bài, hát 20 bài không vấn đề gì. Anh chị em muốn học tất cả điều này không ạ?
Có muốn không ạ? Đi hát karaoke, hát 10 bài, 20 bài liên tục luôn, live show luôn. Quang Huy và những người bạn, ok? À, ok. Được, chiến luôn, không vấn đề gì. Nhưng mà ngày xưa ấy, là hát được một bài xong đầu coi như là lặn mất tâm, không hát được bài thứ hai nữa. Bởi vì sao? Vỡ hết giọng. Đó là cách mình lấy hơi bụng. Đó. Và mình đẩy hết hơi ra ngoài, không giữ ở cổ. Mình giữ ở cổ mình mới đau cổ. Mình đẩy hết hơi ra ngoài. Đấy, mình luyện. Mình cầm cái tờ giấy, có tờ giấy mỏng thôi nhá. Mình để phía trước này, mình nói làm sao cho cái tờ giấy của mình nó rung rinh ấy. Mình cảm thấy nó rung rinh là tốt. Còn nếu mà nó không rung rinh thì là không ổn. Đúng không ạ? Hoặc là có một cái ngọn nến, hoặc có một cái chậu nước, một cốc nước, xong mình thổi nó ra. Đấy, mình thổi ra để cho giữ cho ngọn nến nó rung rinh nhưng mà nó không bị tắt. Đấy, mình thổi. Hoặc là mình luyện cái trường hơi của mình ấy. Mình bắt đầu là mình hít vào, xong rồi mình nhả cái hơi ra. Anh chị em nếu mà nhả hơi được trên 50 giây là ok. Đúng không ạ? Trên 50 giây. Hít vào thật sâu, xong rồi bắt đầu nhả hơi ra từ 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 từ. Không phải nhả hết một phát đâu nhá, nhả hết một phát thì coi như là lại hụt hơi đấy. Mà nhả hơi ra từ từ trong vòng khoảng 50 đến 1 phút thì giọng của anh chị em sẽ ok. Đúng không ạ? Đấy. Đấy, rồi khi mà anh chị em luyện khẩu hình ấy thì nó có bài để luyện khẩu hình riêng. Ví dụ như là u a u m a u a u m. Đấy, mình luyện khẩu hình. Khi mà mình nói cái khẩu hình của mình ấy nó phải dạ, nó phải luyện như này này. Cái cơ mặt của mình nó phải nói nó phải như này này. Đấy, được không ạ? Nhưng mà nhiều người nói miệng đứng im. Mình nói miệng đứng im này không có thay đổi một tí nào, nó không biết là nói kiểu gì, không hiểu nói kiểu gì luôn. Ngày xưa mình cũng nói kiểu này này, giọng nó không thoát ra được anh chị em ạ. Rất khó mà trình bày ý kiến của mình luôn. Đúng không ạ? Anh chị em thấy điều này không ạ? Đấy. Thế là khi mà mình nói thì mình nói cái giọng, cái miệng mình mở rộng ra, khẩu hình của mình nó mở rộng ra, thì tự nhiên mình nói sẽ hay, cái giọng mình nó sẽ hay. Và ngày xưa ấy, khi mà Huy chia sẻ thì Huy nghe cái, nói thật với anh chị em là lúc mà mình chia sẻ xong mình quay lại cái video, nghe cái giọng của mình không ngửi được, không nghe được. Nhưng mà mình nghe cái giọng mình sao mà nó tệ thế chứ, không thể nào chấp nhận được anh chị em. Không thể chấp nhận được. Đấy. Bởi vì sao? Mình nghe cái giọng mình cũng không hay. Bao nhiêu anh chị em mà bây giờ nghe lại cái giọng của mình cảm thấy không hay, giống Huy, comment tôi quá. Ừ, nó nghe nó lạ lạ, không phải mình ấy. Anh chị em có thấy thế không? Có không ạ? Có. Nó rất nhiều người như vậy. Thì mới đầu ấy, mình không tự tin, cho nên là mình nói nó không hay. Thứ hai nữa là mình nói không bật cho cái hơi ấy. Cho nên là cái giọng mình nó rất là tệ. Thế thì khi đó anh chị em biết Huy làm nào không ạ? Đầu tiên đấy là cứ nói, cứ luyện đi. Bởi vì mình nghe không hay, người khác nghe cũng được. Nhiều người nói giọng địa phương ấy. Xong đầu mình nói mình không tự tin ấy, bởi vì giọng địa phương. Nhiều người nói ngọng chữ N với chữ L ấy. Huy cũng ngọng chữ N với chữ L ấy. Luyện mãi mới được ấy. Bây giờ luyện được rồi. Ngày xưa là mình ngọng. Đấy. Ngày xưa ngọng nặng luôn anh chị em. Cho nên khi mà nói chuyện trước đám đông ấy, là mình không tự tin. Nhưng mà nhờ một cái lần ấy, Huy đi học một cái lớp của cái anh cũng khá là nổi tiếng ở Việt Nam. Anh Rick Dead gì đó. Cả cái buổi đấy Huy học chẳng học được cái điều gì. Bởi vì cái anh này nói giọng xít 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 ra, xong bắt đầu là còn nói ngọng nữa. Nhưng mà anh kiếm được tiền ở trên sân khấu, xít mới giỏi. Thế là cả cái buổi đấy mình không nhớ là anh ấy dạy cái gì đâu. Nhưng mà mình nhớ một chuyện, đó là mẹ cái thằng cha này ngọng líu ngọng đô, xong đầu lại gì ạ, lại còn nói còn đớt đớt cái lưỡi. Thế mà nó vẫn làm diễn giả được. Thế chẳng có lý do gì mình không làm được.
thế may quá nhờ cái anh đấy, cho nên là bây giờ mình dám tự tin mình nói. Nhờ anh đấy cho nên mình tự tin mình đứng lên sân khấu mình nói đó. Cho nên đôi khi anh chị em ạ, diễn giả mình nói ngọng lại truyền cảm hứng cho người khác, đúng không anh em? Nói ngọng mà kiếm được tiền mà giỏi thì mới là hay, còn nói bình thường mà không kiếm được tiền thì vứt, đúng không ạ? Cho nên là giọng anh chị em kém mà anh chị em vẫn dám tự tin nói chuyện trước đám đông mà vẫn kiếm được tiền trước đám đông thì đó anh chị em là tài năng. Chứ còn nếu mà anh chị em mà bản bẩm sinh mà đã gọi là giỏi ấy, có nhiều người nhá, bẩm sinh họ rất là talkative, tức là họ rất là nói chuyện trước đám đông rất là tự tin. Bẩm sinh người ta rất là gọi là linh lợi trong cái việc mà sử dụng ngôn từ. Đấy. Rất là khéo ăn khéo nói, bẩm sinh đã có nhiều người như vậy. Họ nói rất giỏi, nói rất hay. Đó. Nhưng mà người như thế thì đi dạy về tự tin nói trước đám đông chẳng dạy được, bởi vì họ chẳng có cái bí quyết gì cả. Nó phải giống như Huy này, thứ nhất là không tự tin, thứ hai là giọng nói rất là tệ, rất là kém, rất là ngọng, phải luyện tập rất nhiều mới được. Thì thế thì mới đào tạo về nói trước đám đông nó mới hợp lý, đúng không ạ? Chứ còn mình bẩm sinh mình đã nói giỏi rồi, chắc có gì đào tạo. Giống như là bẩm sinh anh đã gầy rồi, anh bán thuốc giảm cân chẳng ai mua. Nhưng mà mình béo ấy, mà mình giảm cân được thì mới là câu chuyện truyền cảm hứng để người khác gì ạ? Để người khác làm chứ. Thì mình mới có bí quyết để giảm cân. Cái người gầy sẵn rồi chẳng cần phải bí quyết, thì đã gầy rồi thì sao dạy được người ta giảm cân, đúng không anh chị? Đấy. Cho nên nếu anh chị em nào mà hiện nay ấy, mà chưa tự tin, hiện nay ấy, mà chưa giỏi, hiện nay mà giọng còn chưa nghe, chưa hay, còn ngọng, thì anh chị em là người xứng đáng là người đào tạo về tự tin nói trước đám đông. Đúng không ạ? Chúng ta tạo ra câu chuyện của mình để mình tự tin nói trước đám đông, để mình chia sẻ về cái cách làm thế nào để mà từ một người kém không biết nói trước đám đông mà có thể nói trước đám đông, đúng không ạ? Đấy, tạo ra cho mình câu chuyện, và câu chuyện nó rất truyền cảm hứng, mà câu chuyện nó truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Bởi vì mình không giỏi mà mình làm được thì mình mới truyền cảm hứng, chứ còn mình giỏi mình làm được thì bình thường, đúng không ạ? Đấy, cho nên là gì ạ? Mình tự tin mà mình không sợ sai, không sợ lỗi, mình cứ nói đi, đúng không ạ? Giọng nói là mình có thể luyện tập được. Ngày xưa ấy, mình luyện, khi mà luyện ấy, là mình nghĩ rằng cứ phải nói nhanh thì mới là hay. Nhưng thực tế này, thứ nhất nói nhanh mình nghĩ không kịp, nói nhanh thì mình dễ là gì ạ? Nói dài, nói dài, nói dại, đúng không ạ? Cho nên là mình nói chậm thôi. Anh chị em thấy Huy nói tốc độ này không có nhanh. Bởi vì sao ạ? Nếu như mà mình truyền đạt thông tin ấy, thì mình nói chậm thôi, người ta còn ghi chép được, người ta còn kịp giữ. Tuy nhiên, nếu anh chị em là cái người giỏi thì anh chị em nói nhanh, người ta vẫn yêu thích. Và khi nào chúng ta cần nói nhanh, chúng ta vẫn nói nhanh được. Có một cái người mà Huy rất là ngưỡng mộ, đó là ông Tony Robbins. Ông này nói cực nhanh luôn. Khi mà ông đào tạo, ông nói nhanh vô cùng luôn, và cái người nghe không kịp để mà xử lý luôn, và chỉ có yes, 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 yes. Và ông để năng lượng cực kỳ tốt. Bởi vì sao ạ? Tốc độ ông nói nhanh, cho nên là gì ạ? Cho nên mọi người chỉ có kịp mà gì ạ? Nghe thôi. Kể cả là nếu như mà trong trường hợp ấy, mà ông ấy nói cái điều gì đó mà không đúng, không hợp lý, nhưng mà bởi vì ông nói nhanh quá, mình chưa kịp xử lý, mình đã phải nói nghe thông tin tiếp theo rồi. Cho nên là gì ạ? Mình cứ phải gì ạ? Cứ phải cuốn theo. Và sau đó là sao ạ? Mình cứ yes, 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 yes. Và diễn giả tài năng đó là cái người khiến cho khán giả cuốn theo mình, làm cho khán giả nghe theo mình, và làm cho khán giả đồng ý với mình, đúng không ạ? Đấy. Đấy là khi mà Huy đẩy tốc độ lên. Đấy là một ví dụ anh chị em. Huy đang ví dụ cho anh chị em. Khi mà mình nói nhanh ấy, thì anh chị em thấy làm sao ạ? Mình bị cuốn theo, đúng không ạ? Và tốc độ nói nhanh ấy làm cho mình gì ạ? Cuốn hút, đúng không ạ? Và làm cho mình phải lắng nghe, đúng không ạ? Và làm cho mình phải gì ạ? Căng cái não của mình ra, đúng không ạ? Đấy.
Như vậy là gì ạ? Như vậy là mình sẽ có một cái sự gọi là thu hút, và mình tập trung, mình chú ý. Sợ nhất là khi mà ông đứng lên diễn giả mà bên dưới nó ngủ hết thì làm sao ạ? Ông thất bại. Như vậy nó nhanh cũng được, nó chậm cũng được, không quan trọng. Quan trọng là gì ạ? Mình truyền đạt thông tin gì cho khách hàng, cho đối tượng người nghe, và họ chú ý đến mình. Được chưa ạ? Đấy. Nhanh cũng được, chậm cũng được, không quan trọng. Nhưng quan trọng này, nếu như mà chúng ta chia sẻ những kiến thức mới thì chúng ta cần phải nhấn, phải giữ để cho anh chị em có thời gian để họ ngấm. Còn nếu mà mình muốn đẩy năng lượng của hội trường lên thì chúng ta phải nói nhanh, nói to, nói mạnh, nói có trọng lượng. Được không ạ? Gọi là khi mà mình phát biểu nó có gọi là có trọng lượng, đúng không ạ? Đấy, nó có quyền lực, giọng nói nó có quyền lực. Đó. Thế thì giọng nói thì nó có cao độ, nó có trường độ. Cao độ tức là gì ạ? Là mình có cái giọng là giọng chest, giọng thế. Đấy. Hoặc giọng trầm trầm, rung cái cổ lên nó trầm đấy. Thì cái giọng mà càng trầm ấy thì nó càng quyền lực. Giọng mình càng trầm thì càng quyền lực. Còn giọng cao là giọng là gì ạ? Là giọng cãi nhau, là giọng chửi nhau, đúng không ạ? Giọng chửi nhau, cho nên là mọi người không thích nghe giọng cao đâu. Kể cả anh chị em đào tạo hay nói chuyện thì chúng ta không nên nói giọng cao. Đặc biệt là vợ chồng với nhau, vợ mà muốn chồng làm điều gì đó mà cứ nói cao, tại sao anh hôm nay, tại sao anh lại về muộn, tại sao lại đi uống bia, tại sao lại mùi hôi như này, tại sao lại có son môi đấy, bắt đầu là gì ạ? Là cứ đẩy giọng cao lên là gì ạ? Là chồng nó sợ. Nhưng mà mình để giọng trầm xuống, anh à, anh ơi, thì làm sao ạ? Thì nó lại rất là ngọt ngào và người ta lại rất thích nghe, đúng không anh em? Đấy. Khi đó thì chúng ta luyện được cái giọng này rồi. Nói chuyện trước đám đông cũng được, nói chuyện với chồng, với con cũng được. Đào tạo tuyến dưới, đào tạo đội nhóm, đào tạo nhân viên của mình cũng được, rất là dễ, đúng không ạ? Đấy. Và khi đó thì chúng ta sẽ trở thành cái người truyền cảm hứng, trở thành cái người mà dẫn dắt, trở thành cái người lãnh đạo, trở thành cái người mà có thể bán hàng rất tốt, đúng không ạ? Ok nhé. Đó. Thế thì ngoài cái giọng nói ra, cái lấy hơi ra, thì chúng ta sẽ được luyện tập. Nếu anh chị em tham gia các cái khóa học của Huy thì anh chị em sẽ luyện tập, sẽ có thời gian luyện tập, sẽ có người chỉnh sửa cho mình từng câu, từng chữ một. Đấy. Ngoài ra thì có một cái phần rất là quan trọng khi mà chúng ta nói chuyện trước đám đông, đó là gì ạ? Đó là body language, hay là gì ạ? Ngôn ngữ cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể chiếm đến trên 63%, trên 60% cái thông điệp mà chúng ta truyền đi. Ngôn ngữ cơ thể 55%, đúng rồi, 55%. 55% là ngôn ngữ cơ thể. Để mà gì ạ? Để mà chúng ta nói chuyện trước đám đông. Đấy. Thế thì ngôn ngữ cơ thể bao gồm tất cả những cái thứ gì liên quan đến cơ thể của mình, bao gồm tay, chân, dáng đứng, dáng đi, mặt, mũi, ánh mắt, nụ cười, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ đều là ngôn ngữ cơ thể, body language. Vẫn là một cái thông điệp thôi, nhưng cái thông điệp đó nó được truyền đi bởi những cái ngôn ngữ cơ thể khác nhau, nó dẫn đến những cái kết quả khác nhau. Ví dụ như này, về nhà vợ hỏi ăn cơm chưa, mặt ngườm này, mình đi nhậu về nhà vợ hỏi ăn chưa, nhưng vẫn câu này, vợ tươi cười ra nói anh ăn cơm chưa, nói khác nhau, đúng không ạ? Vẫn là cái câu nói đó, nhưng ngôn ngữ cơ thể khác nhau là khác nhau. Nhiều khi ngày xưa khi mà còn trẻ, không biết anh chị em như nào, nhưng ngày xưa thì Huy còn học sinh ấy, nhiều vụ anh em gọi là oánh nhau ấy, chỉ vì là sao ạ? Ghét cái thái độ mình đi, mình đang ngồi trà đá, chỉ ngẩng mặt lên mình nhìn nó thôi, nó ngứa mắt, nó nhảy vào oánh mình, thì mẹ ghét cái thái độ nhìn thôi, không nói gì cả.
chỉ nhìn thôi mà nó đã ngứa mắt, nó chỉ ngoánh rồi. Anh chị em thấy nhiều người là gì ạ, nhìn thôi đã thấy ngứa mắt rồi. Có đúng không ạ? Đấy, cho nên là gì ạ, ngôn ngữ cơ thể nó sẽ thể hiện rất nhiều những cái gọi là thông điệp mà giúp chúng ta có thể là gì ạ, truyền tải những thông điệp. Cho nên anh chị em thể ý khi mà Huy nói ấy, là Huy sẽ sử dụng thêm tay này, sử dụng cái mặt của mình này, đấy, để làm gì ạ, để tăng cường cho cái nội dung của mình đó. Và những cái người nào mà thực sự mà tự tin ấy thì mình mới sử dụng được ngôn ngữ cơ thể một cách gọi là nhuần nhuyễn. Còn nếu không ấy, khi mà đứng lên phát biểu ấy, tay nó cứ cảm thấy thừa thãi gì ấy. Anh chị em có thấy không? Đặc biệt trên sân khấu nhá, đặc biệt đứng trên sân khấu nhá, đấy, cảm thấy tay nó cứ thừa thãi kiểu gì ấy. Anh chị em đứng trước Zoom này này, nó còn dễ, nó còn tay mình còn giấu được, chứ đứng trên sân khấu tay nó cứ cảm giác nó cứ bị thừa ấy, đúng không ạ? Đấy. Nhưng khi mà mình luyện ấy, anh chị em còn có luyện này, đưa tay này, luyện như kiểu người máy ấy. Đấy, mình luyện như này. Đấy, chém, gọi là chém gió đấy, chém gió, đúng không ạ? Và mình luyện này, luyện tay là gì ạ? Tay để chế độ mở nhỉ, tay chế độ mở này, à, nó kiểu như nhạc trưởng này. Đấy, mình luyện như kiểu nhạc trưởng này cũng được. Nhưng mà gì ạ, anh chị em thấy là khung hình của Huy này, tay luôn luôn để trong khung hình. Đấy, để ngang vai như này, mở ra. Đấy, để tay ở chế độ mở như này, là cái chế độ là tuyệt vời nhất. Khi mình để tay mở như này thì mọi người bên dưới họ cũng sẽ gì ạ, họ sẽ mở tay. Còn mình như này thì làm sao ạ, họ sẽ đóng, đút tay túi quần. Có rất nhiều ông đứng lên trên sân khấu sao ạ, đút tay túi quần. Bởi vì sao ạ, tay nó thừa ấy, chẳng biết để đâu thì đút túi quần thì sao, đúng không ạ? Đấy. Và khi mà mình luyện tập ấy, thời gian đầu mình luyện tập ấy, thì mình lại diện mình luyện những cái tên 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 đấy, mình luyện này. Đấy, mình luyện như này để cho nó diện tay nó quen, để khi mà mình nói thì tay nó hoạt động làm sao ạ, thụ động. Tức là lúc đó mình đâu có điều khiển được tay đâu, lúc mà Huy nói Huy đâu bảo là ê tay ơi luyện đi, à gì ạ, đưa tay đi, Huy đâu có nghĩ đâu, nó tự động mà anh chị em ạ, nó tự động mà nói ra là tay nó khua, không được khua nữa, được không? Nó tự động, không cần nghĩ. Bây giờ mà đang phải nghĩ mình nói cái gì trong đầu, đây đưa tay lên đầu, đang phải nghĩ mình nói cái gì, mà bây giờ phải nghĩ xem tay làm cái gì nữa thì làm sao mà nói được, đúng không anh chị em? Nó tự động hết, tất cả mọi thứ nó tự động hết. Thế thì tự động làm nào ạ? Phải biến nó thành tiềm thức, phải luyện tập nhiều lần để cho nó tự nhiên, đúng không anh em? Thế thôi, chẳng có gì cả, không có gì khó cả. Mình phải nghĩ rằng nó dễ thì mình mới dám làm, làm nhiều thì nó thành kỹ năng, thì nó thành thói quen. Thế thôi, nó không cần phải quá là hoàn hảo. Đừng cố gắng hoàn hảo ngay từ những thời gian đầu, đừng cố gắng là mình phải thế này, mình phải thế kia. Mình cứ làm từng bước mà luôn luôn nhớ rằng lần sau mình sẽ tốt hơn lần trước, lần sau tốt hơn lần trước, làm nhiều thì sẽ lên. Thế thì anh chị em phải có một cái môi trường để anh chị em có cơ hội để luyện tập. Huy may mắn là Huy có một cái môi trường để Huy luyện tập. Và hiện nay thì Huy cũng đang nhân bản, đang sao chép, đang tìm cho mình những cái người để mà gì ạ, mình sao chép bản thân mình, để mình truyền đạt lại tất cả những thứ điều mà mình có, để mà gì ạ, để giúp cho anh chị em cũng làm được giống như Huy. Đó, thì hiện nay Huy đang sao chép cho một số anh chị em trong đội nhóm. Đó, gọi là một số gọi là đệ tử, hay là một số gọi là người gọi là chân truyền. Đó, thì đơn giản đó là mình tạo điều kiện cho họ đứng lên để họ chia sẻ nhiều hơn. Ví dụ một số MC đang cống hiến cho cái Zoom gà gáy này, họ cống hiến hoàn toàn gì ạ, hoàn toàn miễn phí, tức là họ không có thu tiền, không có lấy tiền. Nhưng mà gì ạ, nhưng họ được một cái đó, họ được luyện tập. Đấy, thì Huy cũng đang gì ạ, hướng cho một số anh chị em trong đội team, đội nhóm của Huy là đứng lên để cống hiến, để mà gọi là luyện tập. Mình có cơ hội để mình luyện tập, đứng trước đám đông để mình chia sẻ. Để được MC cũng là một cách để mình nói chuyện trước đám đông, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em muốn trở thành MC của chương trình Zoom gà gáy này, comment tôi.
nếu mà anh chị em chưa phải là MC của Dung Gà Gáy mà muốn trở thành MC Dung Gà Gáy đấy, đặc biệt như anh chị em nào mới thì hãy liên hệ với cái người mà mời mình vào trong vòng Zoom này, anh chị em sẽ có cơ hội, bởi vì hiện nay Huy đang tuyển dụng thêm một loạt MC mới. Nếu anh chị em muốn trở thành MC của Zoom Gà Gáy này để làm gì ạ? Để mình có cơ hội để rèn luyện hàng ngày đấy, và được gì ạ? Được đào tạo hoàn toàn miễn phí về cách làm sao để MC, lưu trình MC như nào, để nói từng câu từng chữ như nào. Anh chị em nhớ này, khi mà vào ấy nó có được gì ạ? Huy sẽ hướng dẫn anh chị em từng câu từng chữ một, nó thành công thức luôn. Ví dụ như anh chị em để ý nhá, khi mà Huy bắt đầu bất kể một cái phòng Zoom buổi sáng nào ấy, bao giờ Huy hỏi là bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom này biết đến Huy, anh chị em sẽ thấy MC cũng nói đúng câu này đúng không ạ, MC Vũ Huế cũng nói đúng câu này đúng không ạ, nó là công thức rồi. Bởi vì sao ạ? Trong một cái buổi chia sẻ ấy, cái câu đầu tiên ấy là câu khó nhất, không biết nói gì nên không biết nói gì, thế thì lúc đấy mình nói theo bản năng. Đến câu đầu tiên, anh chị em bao nhiêu anh chị em biết đến Huy trước đây, thế là một cái câu hỏi để làm gì ạ? Để tương tác với cả khán giả, với người nghe. Sau cái câu đấy xong, bắt đầu mình vào guồng, bắt đầu mình khởi động vào guồng, thì lúc đấy bắt đầu lúc sau ấy, càng về sau ấy nó càng mượt, càng về sau nó càng hay, đúng không ạ? Chứ cái đoạn đầu ấy là lúc đầu nó đang chưa vào guồng, nó vẫn đang khập khiễng, đang khập khiễng, đúng không ạ? Thế lúc đấy thì mình làm sao? Mình làm theo công thức. Đấy, mình làm theo công thức anh chị em nhé. Và ở đây chúng ta sẽ được học tất cả những công thức, từng câu từng chữ một. Xin giới thiệu với anh chị em, tôi là Huy, tên đầy đủ là Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1982, quê ở Bắc Giang, hiện nay sinh sống làm việc ở Hà Nội. Anh chị em mà đã theo dõi Huy nhiều rồi thì nghe đi nghe lại câu này, nó là công thức rồi. Khi làm theo công thức mình phải nghĩ không anh chị em? Làm đi làm lại được, không phải nghĩ. Giới thiệu bản thân trong vòng có 10 giây, không phải nghĩ. Giới thiệu bản thân trong 10 giây, không phải nghĩ. Và anh chị em nói xong 10 giây này nhá, thì lúc đấy tự nhiên anh chị em sẽ tự tin, mà lúc đấy nói chuyện rất là dễ, không phải khó, đúng không ạ? Đấy là cái công thức à. Khi mà Huy đã học rất nhiều các cái chương trình về tự tin nói trước đám đông, làm chủ sân khấu, Master of the Stage, rồi là trainer, rất nhiều cái chương trình như vậy, thì Huy đều học được. Tất cả những diễn giả họ đều có công thức khi mà bắt đầu trong bất kỳ một cái chương trình nào, đúng không ạ? Có công thức hết. Lúc mà khởi động mà chúng ta có công thức, và sau đó thì chúng ta sẽ feel theo cái ý tưởng của mình đó. Thế thì tất cả điều này anh chị em sẽ được học, nếu anh chị em thực sự mong muốn, thực sự mong muốn thì anh chị em sẽ được học. Và hầu hết những cái khóa học ở đây anh chị em đều được học miễn phí hết, đúng không ạ? Rất tuyệt vời, đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay thì hết giờ mất rồi, và Huy còn khoảng độ 3 phần nữa. 3 phần này thì nó cũng rất quan trọng, thì Huy xin hẹn lại anh chị em vào thứ 6 tuần sau nhé, được không ạ? Ok không anh chị em? Bây giờ nếu mà chia sẻ nữa nó hết thêm tiếng nữa. Thứ 6 tuần sau anh chị em, nếu không cần bất kể hôm nào mà thấy truyền thông là có Huy chia sẻ, thì anh chị em biết là Huy sẽ chia sẻ phần 2, được không ạ? Để anh chị em nhớ lịch để mà dậy sớm để học nhá. Đấy. Tất nhiên là chúng ta là đang là cái người học viên thì chúng ta học hết tất cả các buổi sáng đi, đừng bỏ buổi nào cả. Nhưng nếu như mà có buổi nào đó mà Huy chia sẻ, anh chị em nhớ học để mà chúng ta học được cái phần 2. Phần 2 rất hay. Phần 2 là những cái mẹo, cái tip, cái trick mà Huy đã sử dụng để vượt qua cái những nỗi sợ của mình, vượt qua cái cách để làm sao để mình nói chuyện một cách hay hơn. Nếu anh chị em muốn học tất cả những cái mẹo thực tế mà Huy đã áp dụng để mà mình làm được đến như ngày bây giờ, ngày hôm nay, thì anh chị em sẽ đừng bỏ qua, đúng không ạ? Và có một cái mẹo mà anh chị em có thể chia sẻ bất kể cái chủ đề gì, kể cả chủ đề anh chị em chưa chuẩn bị, chỉ cần chuẩn bị trong vòng 10 phút thôi. Chỉ cần chuẩn bị trong vòng 10 phút thôi thì có thể nói bất kể chủ đề gì, đúng không ạ? Đấy, 10 phút là chúng ta đã có thể đứng lên chúng ta chia sẻ rồi.